Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn là đi sâu quán triệt, nghiên cứu hai chuyên đề, tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp trong tình hình hiện nay, và chuyên đề thực hiện quy chế công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan nhà nước. Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ đảng viên nắm được những quan điểm, quy định mới của Đảng, những kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận, cũng như những khó khăn, thách thức đối với công tác dân vận hiện nay tại địa phương, để từ đó giúp các cấp ủy đảng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.